Em Trường Anh Auto gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Sau mấy giờ, sau 4 tiếng đi hơn 250 cây, bên em đã tới chỗ chủ xe rồi. Đây là anh chị làm ở ngân hàng công thương nha. Xe này xe chính chủ người ta đang sử dụng luôn. Đây là anh chị đi nè. Đó, đây bên em đã tới trực tiếp coi mẫu xe nè. Chất xe đẹp lắm anh chị ơi, như mơ luôn. Bốn bông đúc nè anh chị coi nè. Nội thất ở trong là bọc nè. Ghế nè. Ừ, thôi máy lạnh ở trong mát rượi luôn nè. Đó, xe gia đình người ta đang sử dụng anh chị thấy không? Chất xe nỉ non nguyên zin theo xe hết từ A đến Z. Đó, đây nè, anh chị coi phần táp lô nè. Ghế nè. Bọc còn mới tinh luôn. Anh chị không một vết trời trong cái nội thất này nhá. Nội thất là đẹp 90% luôn anh chị ạ. Xe đấy rất đẹp, không uổng công Dừng Anh đi mấy trăm cây lên đây để thu mua cái con xe này anh chị ạ. Trước là kính bấm, sau là kính quay tay nha. Dòng đời Lanos 203. Chiếc cửa, bốn chiếc cửa rất liền lẹt các chị thấy không? Form dáng rất đẹp luôn, bơm đúc nè. Đó. Liền lẹt nè. Rất liền lẹt. Hai cục đèn còn rất mới, chủ nhà đi rất là giữ kỹ luôn. Đấy, số 72186229 nè. Đèn sau nè. Đó, form xe đây. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Nó đẹp từ trong ra ngoài luôn. Nữ hoàng sắc đẹp luôn anh chị. Đăng kiểm tháng 1 năm 2020. Máy móc nổ bao em anh chị nhé. Chị coi nội thất, máy lạnh đang mở luôn rồi. Nội thất nè. Đẹp lắm anh chị ơi, trần và trần nỉ bọc vô lông cách nhìn khá toàn diện rồi. Nội thất bọc mới hết. Anh chị thấy không? Nè. Trên táp lô những cái vân gai nguyên rin ra nhà xuất là còn nguyên rin luôn. Đó, xe nó cọp lắm. Táp bi còn mới lắm. Keo chỉ nguyên rin. Keo chỉ bốn cánh nguyên rin anh chị. Chất cửa đóng rất liền lạc luôn. Đó. Trường Anh sẽ quay chi tiết cái con xe này đến với tay người tiêu dùng khi Trường Anh về tới trung tâm thành phố Bảo Lộc nha anh chị nhé. Chị thấy chiếc xe không? Một lần nữa Trường Anh chia sẻ tới đây thôi, tại vì đây là ngay nhà chủ nhà, Trường Anh không dám quay nhiều đâu. Đó, một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại.